Người biểu tình đã giận dữ kéo đổ tượng nhà thám hiểm Christopher Columbus ở Virginia. Người dân của Richmond, tiểu bang Virginia đã giận dữ kéo đổ tượng nhà thám hiểm Christopher Columbus vào đêm ngày 9 tháng 6 trong cuộc biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc ở Hoa Kỳ. Người biểu tình tại Richmond tập trung về công viên Bird và sau 2 giờ, tượng Christopher Columbus bị kéo đổ. Người biểu tình dùng dây kéo đổ tượng, sau đó phóng hỏa và đẩy bức tượng xuống hồ trong công viên Bird. Và không có cảnh sát hiện diện tại công viên Bird ở thời điểm tượng Columbus bị kéo. Tuy nhiên, truyền thông địa phương cho biết trực thăng cảnh sát đã tuần tra trong khu vực sau sự kiện này. Tượng Columbus được đặt tại Richmond vào tháng 12 năm 1927, là bức tượng Columbus đầu tiên tại tiểu bang này của Hoa Kỳ. Nhà thám hiểm Christopher Columbus đã đặt chân đến châu Mỹ trong năm 1942, khởi đầu cho nhiều thế kỷ Âu Châu chinh phục châu lục này. Dù vậy, lịch sử cũng có ý kiến cho rằng ông trở thành đại diện của lực lượng xâm lược và bạo lực đối với người thổ dân bản địa.